Cú đánh vẫn chưa đủ cảm giác của Zverev. Và tấn công quá tốt của... Cú đánh không qua lưới. Bóng đi ra ngoài. Và bắt lưới tuyệt vời của Alexander Zverev. Cú winner của Kuefer. Tình huống tấn công và lên lưới tốt của Alexander Zverev. Bóng đi ra ngoài 15 đều. Không được. Bóng không qua lưới 40 đều. Như vậy là bóng ngoài. Cú đánh ra ngoài của... Bóng không qua lưới. Bóng đi ngoài sân. Bóng ngoài. Đó là những tình huống xử lý hay của cả. Bóng đi ra ngoài. Bóng không qua lưới và game cho Alexander.
Cú đánh ra ngoài của Alexander Zverev 15 đều. Đó là những tình huống tấn công tuyệt vời của Dominic Koeffer, như tràng pháo tay được vang lên cho anh. Alexander Zverev. Và bắn lưới không thành công của Koeffer. Và đổi hướng đánh dọc dây không thành công của Koeffer. Cú đánh dọc dây quá tuyệt vời của Koeffer và game cho anh. Pha cắt bóng đi ra ngoài. Cú xử lý ra ngoài của Koeffer. Và đưa bóng tuyệt vời của Koeffer. Bóng ra ngoài của Koeffer. Bóng không qua lưới đã. Anh không qua lưới. Cú
thêm một pha xử lý không thành. Tình huống tràn lưới của điểm dễ cho Crawford. Bóng không qua lưới. 3 match point. Quá khó cho Crawford.